Mới đây, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản phản hồi Ủy ban nhân dân quận 1 về việc sở ủng hộ đề xuất sử dụng một số tuyến đường nhánh ở khu vực đường Nguyễn Huệ để tổ chức trông giữ xe hai bánh. Theo đó, Ủy ban nhân dân quận 1 đề xuất sử dụng 3 trên 6 tuyến đường nhánh để làm bãi trông giữ xe, cụ thể tại các tuyến đường Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế và Hải Triều, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà mình tới cái phố đi bộ này kiếm được cái chỗ gửi xe rất là khó. Nhiều khi để xe tạm đó thì nó lại có khi xảy ra mất mát. Mình cũng rất là mong là thành phố tạo thêm nhiều cái bãi gửi xe để cho người dân có thể đến đây vừa tham quan và vừa gửi được xe nó an toàn. Mình đồng tình với chủ trương mở bãi giữ xe này, tại vì đi xe tới mà mình không có bãi đỗ xe thì mình phải tìm một chỗ nào đó, thì những cái chỗ đó thường sẽ giá rất là cao, mà mình không tìm được chỗ thì mình không thể để cái xe đó, tại vì không đảm bảo được. Bãi xe nó ít, thứ hai là gửi nó khó, là lấy ra vô chặt chội, là đi tới lui khó khăn. Những cần mở thêm những cái điểm giữ xe là quá tốt rồi. Thì nói chung là cái giá thì mình nghĩ là nó cũng sẽ niêm yết tới một cái mức mà mọi người đa phần đều có thể trả, và nó cũng hợp lý đối với tất cả mọi người, cũng như là nếu mà như vậy thì mình sẽ nghĩ là hiếm xảy ra những cái tình trạng chặt chém hoặc là những cái tình trạng mà an ninh không tốt trong cái việc bãi đậu xe, những mất xe hay gì đó. Theo mình thì nên có chỗ bãi đậu xe riêng tư, đây là tăng cái bãi đậu xe nhiều hơn để khách du lịch họ có đủ điều kiện đậu xe. Còn nói thật, quận 1 không riêng phố đi bộ mà kể cả quận 1 mà vô đây mà có vấn đề dừng xe đổ xe là cực kỳ vất vả. Đa phần người dân đều đồng tình ủng hộ việc mở thêm bãi giữ xe để người dân yên tâm đến vui chơi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ mà không phải chật vật tìm nơi giữ xe, nhất là trong các dịp lễ Tết sắp tới.